để mình massage cho khách hàng. Pha sản phẩm đều ra, pha đều ra tay nữa. Em hai tay em pha vào nhau để em làm gì? Em đi tìm cái độ ma sát, cái hơi ấm. Bắt đầu mình sẽ đưa vào đá. Đây là đá nóng đúng không? Một tay chạm đá, một tay chạm mặt. Tay này xuống rồi thì tay kia lên. Này nó hơi nóng nha. Rồi thử vô đi, nó hơi nóng nha, nên là mọi người cẩn thận. Khi mà tay này lên tới mang tay rồi thì tay này áp vào. Mọi người đi liên tục như vậy không được rời tay ra khỏi mặt khách. Khách để ý cái lực của chị nhé. Tay này lên, tay kia xuống. Tay này lên, tay kia xuống. Tạo cái hơi ấm cho con mắt ha. Tắt ra. Hai cục đá đi song song với nhau. Cố gắng làm sao đừng cho cái đá nó chạm vào nhau ha. Một tay để đá lên, một tay ảnh vô, một tay để đá xuống, vô bài. Được chưa? À, chị thay tiếp. Lật nè, kéo lên.